Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,37%, đứng ở mức 2010 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng giảm nhẹ, đứng ở mức 103,32 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu hướng giảm, đứng ở mức 37.300 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, đứng mức 4,481% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng mức 74,92 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại đang diễn biến với xu hướng tích cực. Hiện tại kim loại quý đang nhận được hỗ trợ lớn từ yếu tố mùa vụ. Khi mà sau lễ tạ ơn ở Mỹ sẽ đến lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và ngày lễ tiền nhân ở phía trước, cùng với Tết Nguyên đán ở Trung Quốc và một số nước châu Á. Một tính toán cho thấy trong vòng 5 năm qua, vàng đã chứng kiến mức tăng trung bình khoảng 2,7% từ ngày lễ tạ ơn đến hết ngày 31 tháng 12. Trong khi đó, rủi ro lớn nhất đối với vàng sẽ là lãi suất trái phiếu tăng cao, khiến đồng bạc xanh mạnh lên. Với sự tập trung mới vào chính sách tiền tệ của Mỹ, thị trường vàng sẽ nhạy cảm với dữ liệu GDP và lạm phát của Mỹ. Mặc dù nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng vượt bậc trong quý 3, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng về hoạt động chậm lại trong quý 4 và đồng thời tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến sẽ tiếp tục làm giảm lạm phát, tạo dư địa cho Fed giảm bớt xu hướng thắt chặt. Giá năng lượng và cuộc họp OPEC cộng vào tuần tới có thể sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát. Người ta dự đoán rằng tập đoàn dầu mỏ sẽ công bố các đợt cắt giảm sản lượng mới. Nếu vậy, điều này sẽ gây áp lực lên lạm phát. Nhưng ngược lại, nếu những gì xảy ra thấp hơn với kỳ vọng thì giá dầu sẽ tiếp tục xuống giảm hiện tại, qua đó có thể tác động tích cực đến giá vàng. Giá dầu giảm sẽ có phần giảm lạm phát, cung cấp cho Fed thêm một khoảng trống dễ thở hơn trong chính sách tiền tệ. Phần lớn các dự báo đưa ra gần đây đều cho rằng vàng đang bước vào một thị trường giá lên trong năm 2023 và sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2024. Có dự báo cho rằng giá vàng có thể vượt quá 2.100 đô la Mỹ trên ounce ngay vào cuối năm nay và thậm chí có thể đạt tới 3.000 đô la Mỹ trên ounce, khoảng 90 triệu đồng trên một lượng theo tiền Việt Nam trong năm 2024. Trên Kiko, theo Daniel Gary, chiến lược gia cao cấp lĩnh vực hàng hóa của chứng khoán TD Securities cho rằng sức cầu đối vàng ở châu Á và các thị trường mới nổi tiếp tục hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Tuy nhiên, ở các nước phương Tây, các nhà đầu tư chưa quan tâm nhiều tới vàng khi mà lãi suất và lợi tức trái phiếu còn ở mức cao. Theo đó, các nhà đầu tư phương Tây chỉ quan tâm tới vàng nếu nước Mỹ rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm 2024 và điều này có thể làm giảm khả năng bứt phá của vàng trong vòng từ 6 đến 8 tháng tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm chiều nay thì mặt hàng vàng miếng SJC trong nước đa số quay đầu giảm nhẹ, còn với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số lạng vàng nữ trang SJC khác tiếp tục đi lên theo xuống tăng khá mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 71,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 72,22 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 71,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 72,20 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là BNC, mua vào mức 71,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 72,10 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 60,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,65 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 250.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 60,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đến thời điểm chiều nay thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 24.030 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.400 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.620 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.720 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 180 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và tăng 160 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn.
SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 130 nghìn, bán ra 7 triệu 220 nghìn, giảm 100 nghìn đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là giảm 10 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 130 nghìn, bán ra 7 triệu 222 nghìn, giảm 10 nghìn ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 900 nghìn cho đến 920 nghìn đồng trên một lượng. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7 triệu 110 nghìn, bán ra 7 triệu 210 nghìn, giảm 10 nghìn ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7 triệu 100 nghìn, bán ra 7 triệu 210 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều mua, giảm 10 nghìn ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 120 nghìn, bán ra 7 triệu 220 nghìn, giảm 10 nghìn ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 120 nghìn, bán ra 7 triệu 220 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều mua, giảm 5 nghìn ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 120 nghìn, bán ra 7 triệu 218 nghìn, giảm 15 nghìn ở chiều mua, giảm 5 nghìn ở chiều bán. My Hồng SJC mua vào 7 triệu 135 nghìn, bán ra 7 triệu 200 nghìn, tăng 25 nghìn ở chiều mua, tăng 30 nghìn ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7 triệu 120 nghìn, bán ra 7 triệu 190 nghìn, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank vào 7 triệu 120 nghìn, bán ra 7 triệu 220 nghìn, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7 triệu 130 nghìn, bán ra 7 triệu 222 nghìn, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại cũng đang dao động trong khoảng 900.000 đến 960.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.130.000, bán ra 7.222.000. SJC Huế vào 7.127.000, bán ra 7.222.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.130.000, bán ra 7.220.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.130.000, bán ra 7.222.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.128.000, bán ra 7.222.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì trong xuống tăng, tăng trong khoảng từ 105 đến 250.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 10.500 đến 25.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 6.055.000, bán ra 6.165.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.055.000, bán ra 6.175.000. Vàng bộ số 9 vào 6.045.000, bán ra 6.135.000, cũng tăng 25.000 ở chung vào chỉ bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.954,3 nghìn, bán ra 6.074,3 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.416,7 nghìn, bán ra 4.616,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.392,1 nghìn, bán ra 3.592,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.373,6 nghìn, bán ra 2.573,6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.